Trong phần phát biểu của ông Lê Anh Dũng, ta là Tổng Giám đốc của Vietnam Airlines ở Mỹ, cho biết là trong năm 2019 này, chúng ta sẽ có đường bay trực tiếp của Vietnam Airlines bằng cái máy bay lớn nhất Boeing 787. Đấy, thì tức là cái loại đó gọi là Dreamliner. Sau ngày hôm sau thì chúng tôi, sau khi dự tiệc xong thì chúng tôi lại được biết ông Như Minh, Tổng Giám đốc của Vietnam Airlines. Cái Vietnam Airlines đó họ là một cái liên doanh gồm có 10 công ty lại với nhau. Thành ra đó, bất cứ một trong 10 ông đó mà không bằng lòng đó, là không thể nào thực hiện được. Thì theo lời bên Vietnam Airlines cho biết, họ sẵn sàng chấp nhận 5 năm lỗ, mỗi năm 1 tỷ đô la, tức là 5 năm lỗ 5 tỷ đô la để mà mở đường bay trực tiếp. Thì đó là một cái sự hy sinh của Vietnam Airlines, bởi vì 5 năm đó sẽ để làm một cái thời gian để mà build up, tại là một cái hãng máy bay mới ra để nào nhiều bay thẳng hay nhiều người không có tin tưởng. Mình sẽ hô hào Việt Nam đi vé bay. Còn chúng tôi yêu cầu tất cả đồng bào Việt Nam ở Mỹ, ở đường bay, mình đã có đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đi Pháp rồi, đi Anh rồi, đi Nga. Đấy, đi Nga rồi, đi Nga thì gần thôi, có mấy tiếng, nhưng mà đi Pháp rồi vẫn xa và đi Anh cũng xa, và họ đã đi được rồi thì đương nhiên là cái tất cả FAA của Mỹ, mà khi họ, tức là cơ quan hàng không dân dụng của Mỹ, họ đồng ý cho mình bay, tức là mình đã đạt được cái tiêu chuẩn thứ nhất về an ninh hàng không, thứ hai về vấn đề kỹ thuật, và thứ ba vấn đề phục vụ. Và vấn đề phục vụ thì chúng tôi cũng xin được vinh danh một cái. Tôi để quên một cái Samsung S6 năm 2015 ở trên máy bay của China Airlines. Lúc đó hãy còn đang hợp đồng với lại Vietnam Airlines. Thì khi mà tôi tới phi trường Hà Nội, tôi vào tôi báo cho biết là tôi để quên chiếc cái phone. Tôi biết tôi đang ngồi ghế A32, thì tức là đằng trước của tôi là ghế A31. Thì A31 đó, thì lúc tôi để cái phone tôi chạm, tại vì trên máy bay loại mới bây giờ mình có cái chỗ đồ chạm, tôi quên lấy. Thì họ gọi qua bên kia, bên China Airlines trả lời liền có một cái điện thoại. Và họ hẹn tôi là ngày hôm sau 9 giờ sáng ông lại đây, bác lại đây sẽ có được cái điện thoại của bác. Đồng thời ngày hôm sau tôi tới thì cũng lại có một cái vali mà hải quan Hoa Kỳ ở đây họ giữ lại. Nhân tiện đây nhắc cho tất cả bà con đi, không bao giờ để những cái đồ chạc điện thoại hay là chạc những cái đồ mà máy quay phim này kia ở trong vali. Tại những cái đồ chạc đó là họ sợ là đồ kích nổ. Mình có quyền mang đeo cái sách tay đi lên, nhưng mà đừng để trong vali. Thì trong hải quan Mỹ họ có để lại cái tờ giấy là họ có inspection, ký đàng hoàng. Nếu mà quý vị thấy rằng bị mất đồ gì thì thông báo cho họ biết. Và họ còn giữ lại cho tới khi nào tôi trở về, tôi mang cái tờ giấy tới thông báo này, thì họ trả lại cái đồ đó. Nhưng mà cái China Southern là của Trung Quốc á, thì họ bắt tôi phải đóng 50 Mỹ Kim họ mới gửi đi. Hôm đó thì lại không phải là cái điện thoại, không phải là cái đồ chạc phone, mà là cái gì tôi quên mất rồi. Thì tôi bảo rằng tại sao hải quan Mỹ họ cho mang đi, mà tại sao tới đây từ China Southern Airlines, từ Quảng Châu đi vào Hà Nội thì lại giữ lại của tôi. Họ nói rằng đây là luật của China chứ không phải luật của USA. Ông bằng lòng thì ông đóng 50 đô la. Tôi bảo thôi ông giữ đi, tôi đi về bên Mỹ tôi mua có hai mấy đô à. Đó là cái mới. Thì đây là một cái lời để vinh danh là cái sự phục vụ của Vietnam Airlines, và chúng ta phải ủng hộ Vietnam Airlines để họ lên cái tinh thần trong tới cuối năm 2019 là làm sao chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ được bay chuyến bay đầu tiên từ Los Angeles về Việt Nam để làm cái phóng sự cho Vietnam Airlines, cái chuyến bay trực tiếp đầu tiên chắc chắn là có mặt KBT hải ngoại trong đó để làm cái phóng sự cho quý vị. Và xin mọi người ở Hoa Kỳ ủng hộ cho Vietnam Airlines để các anh em có tinh thần. Ở bên Trung Quốc á, họ những chuyến bay á, đi vào Hà Nội có nửa máy bay thì coi như là lỗ vậy đó, hoặc là hoài thôi chứ không có lời. Nhưng mà đó, chính phủ Trung Quốc á, họ sẵn sàng
tài trợ cho các hãng hàng không, 5 hãng hàng không của Trung Quốc bay từ Quảng Châu này, Quảng Tây này, rồi Thượng Hải này, rồi Peking này, bay thẳng và đi vào trong Hà Nội. Thì tại sao chúng ta không yểm trợ cho Vietnam Airlines của chúng ta, để mà chúng ta hãnh diện rằng cũng giống như Yohamba, bây giờ chúng ta có thẳng đường bay từ Los Angeles về tới thành phố Hồ Chí Minh, về tới thành phố Hà Nội, và hoặc nữa về tới thành phố Đà Nẵng của anh Peter Nguyễn. Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý khán giả. Vâng, mời các bác gửi lời chào khán giả. Và sau đây chúng tôi sẽ có một buổi tất niên.